Cúc xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị em cùng các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay Tâm Cúc sẽ kể cho quý vị nghe hai cái mẫu chuyện này. Một mẫu chuyện nó nói về cái lòng lương thiện của mình và một cái mẫu chuyện hài hước phía sau rất là vui. Tâm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn ủng hộ kênh của Cúc Channel em cũng như là Tám Cúc. Quý vị chỉ cần lên YouTube bấm chữ Tám Cúc, em nghĩ có thể ra một vài clip và cái mình coi tiếp tục được. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhiều bà con, tại vì sao em vừa nói câu là bấm Tám Cúc cũng cũng ra được vài clip. Tại vì nhiều bà con gọi cho em nói là muốn muốn vô coi cái kênh của Tám Cúc á, mình phải bấm như thế nào? Thưa quý vị, thì em nói là bấm Tám Cúc đi, chứ em nói là Cúc Channel nhầm người nhầm người nói là bấm không có biết đường ra, cho nên em nói thôi bấm đại, gõ đại chữ Tám Cúc đi, thế nào nó cũng vô một vài clip rồi mình coi đó, rồi mình bấm cái chữ Cúc Channel ở dưới đó quý vị, thì sẽ vô hết cái trang của em á, cái kênh của em là bao nhiêu clip quý vị sẽ kéo xuống quý vị thấy hết. Và ai chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh giùm em nha, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Thì hôm nay em xin phép gửi kể hai mẫu chuyện này của anh Tâm Trần gửi cho Tám Cúc nha. Em cầm luôn cái máy tại vì cái email em nó nằm bên cái máy này quý vị, cho nên em phải là nhắm gương nhiều người gửi cho em chưa coi được tại vì em chưa cầm máy lên đó quý vị, thông cảm nha. Thì cái mẫu chuyện nó nói về cái khi mà con người mình đó lương thiện á, thì trời xanh ắt sẽ an bài cho mình là những cái điều tốt, mình không có phải là cầu hay là tranh giành với ai hết trơn để mà được cái tốt đâu, cái tốt nó tự khắc nó sẽ đến. Cái điều này hay lắm quý vị, Tấm Cúc cũng từng chiêm nghiệm và cũng từng thấy nó đến với cái cuộc sống mình đúng là như vậy đó. Người ta nói là mình tốt, trời xanh ắt sẽ an bài có người tốt giúp đỡ mình. Thì trước khi vào vô cái mẫu chuyện này như em đã nói là em nói luôn giống như là khi mà Cúc làm nhà đó quý vị. Em nói thiệt á, em đối xử tốt với cái người người làm á, giống như là em không nghĩ là người ta sẽ trả ơn em đâu. Em nghĩ là em mong muốn người ta khỏe mạnh để người ta phục vụ cho mình, có nghĩa là người ta làm nhà cho mình đẹp đó, cho nên em hay có là giống như là làm nước cà phê pháo trà đường ngày hai ba cử, thuốc hút, rồi em chạy em mua cơm hộp, nếu em không có nấu cơm được mua cơm hộp mang thì em cũng mua cho thợ, họ mang ơn, họ nói chưa có nhà nào tốt như nhà chị Cúc, em nhắc hoài luôn quý vị, mà cái người thợ cứ bảo là nhớ ơn mình suốt đời, người ta làm phụ cho mình, khi mà nhà xong người ta ở lại người ta làm hoài, hổng gài mà em có chuyện gì nặng nặng là em nhờ mấy anh thợ hồ là mấy ông đây làm, không lấy tiền công mà làm một cách nhiệt tình như là em út trong nhà, trời trời em cảm phục thiệt chứ, tại vì mình cũng là những người cũng người có người thân đó mà, người nào cũng ở xa đâu ai phụ mình đâu, còn này không có bà con dòng họ mà người ta ngang hông người ta giúp mình, đó là tại vì lúc đầu người ta làm cho em đối xử tốt với người ta quá. Thì khi người ta làm xong công việc thì người ta về, em đâu có quyền bắt người ta phải phụ em làm này kia, nhưng mà người ta tình nguyện người ta ở lại. Đó là một cái phước cho em đúng không quý vị? Quá phước cho em cảm thấy giống như là những cái gì mình mua cho họ không có bằng cái công họ đã trả lại cho mình nữa quý vị. Thật sự vài hộp cơm, vài nước thuốc rồi thì thật sự trong vòng 2 tháng cũng tính ra không có bao nhiêu đâu. Người ta làm cái công mình á, cái tình nghĩa nó nặng hơn cái tiền bạc là như vậy đó quý vị. Thì đây em xin vô cái mẫu chuyện là mình tốt trời xanh ắt sẽ an bài. Thì ở một cái vùng nọ có một cái cuộc mà tổ chức cái cuộc thi mà giống như nông dân mà sản xuất hay là trồng cây giống mà cái loại nào tốt nhất, thì đây là đưa ra cho ai mà trồng cái giống mà bắp ngô á, cái cây bắp ngô á, nếu mà ai trồng cái nào mà nó năng suất nó cao, cái giống gì đó mà cho nó cái hộp nó to nó đẹp, nó giống như nhìn nó mượt mà nó đẹp trái đó, cái giống bắp đó đó thì sẽ đạt. Thì cái anh nông dân này ảnh là tới khi mà ảnh đem ra ảnh giống như người ta nói là trưng bày để mà triển lãm đó, thì cái anh này ảnh đạt giải. Thì nhìn cái trái bắp của ảnh ai cũng mê chứ quý vị, người nào cũng thấy là trời trời cái ông này ông trồng bắp mà sao mà nó đều gan nó đẹp quá, mà cái vùng của ổng đều đẹp hết, cái vùng của ổng bắp đều ngon hết trơn, mà từ đầu là cái ông này phát sinh ra trước là ổng phát sinh ra cái giống bắp này, cho nên người ta phải đi phỏng vấn ổng, có một phóng viên xuống phỏng vấn ổng là làm sao mà ổng làm được cái giống bắp này, và ổng đã nổi lên và ổng thành công và ổng còn truyền cho những người hàng xóm xung quanh có được những cái nguồn mà giống tốt như thế này. Thì ông này ổng mới trả lời với phóng viên là tại vì là là trồng á, là tôi trồng rồi tôi có đưa hạt giống cho xung quanh xóm giềng trồng đó, cái chỗ mà ông đưa vòng vòng cho người ta trồng có nghĩa là ông rất là tốt, ông không có cái kiểu mà thấy ngon mình tự ăn lên, rồi người ta trồng bắp lép bốc súng súng găng bắp này bắp kia đó, kệ người ta, chú ý mình ngon là mình được, mình giàu là mình được. Nhưng mà cái anh nông dân này anh ngược lại,
Ảnh đưa cái giống của ảnh tốt cho vòng vòng hết mọi người trồng luôn, để ai cũng có năng suất cao như ảnh. Thì phóng viên người ta thấy như vậy, người ta mới là người ta phỏng vấn ổng, thì ổng nói giống như là tới mùa là bắp á, khi mà nó thụ phấn để mà nó có trái á, thì gió á, nó sẽ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại để mà cái phấn nó bay tới bay lui. Thì anh này ảnh mấy là mình cho hết cái giống người ta trồng xung quanh của mình hết, thì khi gió nó có đưa thụ phấn nó đưa qua đưa lại cái phấn nó bay đi á, thì cũng là phấn của cái giống bắp của ảnh này ảnh đưa ra, thì nó vẫn tốt cho cái bắp của ảnh, nó cũng vẫn hột bự bự ra đều gan, nó ngon nó đẹp như vậy đó, cho nên không có thách. Còn nếu mà những cái người ta mình ở chính giữa này mà mình làm cái ngon của mình không, vòng vòng người ta trồng những cái loại bắp ngô khác á, nó không có đạt năng suất, nó bị hột nhỏ hay nó hột lép hay nó bị chuột hay bị gì đó, thì đương nhiên nó cái phấn nó bay ra nó sẽ ảnh hưởng tới cái vườn bắp của ổng, những cái ruộng bắp của ổng đó. Thì cho nên ổng cho người ta mà cuối cùng là ổng đạt năng suất cao nhất và ổng được cái tiếng thơm đó. Quý vị, thì cái chuyện mà giống như mình tốt, trời xanh ắt tự sẽ an bài cho mình những cái điều tốt, em rất là tin điều này đó quý vị. Không phải là mình nói tôi vừa làm điều tốt cho ông đó, ông phải trả cho tôi nha, ông phải làm sao ông trả lại cái tôi mới tốt cho ông đó, là không có phải. Mình làm rồi mình cứ quên đi, mình cứ quên đi rồi tự nhiên cái trong dĩ vãng ấy, rồi nó cái hiện tại tương lai nó sẽ đền đáp lại cho mình, mà mình bất ngờ khi mà nó đền đáp lại cho mình là mình mới nhớ là ồ, thì ra lúc đó mình làm chuyện đó nên bây giờ nó mới đền đáp lại. Những cái na ná giống nhau quý vị ơi, thật sự là nó như vậy đó. Bây giờ mình tạo cái phước là mình tạo cái son đi, rồi tự nhiên cái nồi cái son cái ơi đó, rồi tự nhiên một khoảng thời gian tự nhiên sẽ có cái nắp tới đậy lên là vừa luôn, vừa ăn luôn, ngon lành luôn. Đó là một cái mẫu chuyện mà Cúc thấy được là mình sống tốt sẽ gặp những cái điều tốt. Em cũng chúc cho quý vị như vậy. Và cái mẫu chuyện vui tiếp theo thứ hai thì em mời quý vị nghe cái mẫu chuyện này, nói về một cái tình huống, một cái cậu bé này nó còn nhỏ chừng chừng 4 5 tuổi vậy đó, cũng như vừa biết nói chuyện chập chững vậy đó quý vị, 4 5 tuổi 5 6 tuổi vậy đó. Thì cái bé nhỏ nè, lúc nào nó cũng ngủ với ông bà nội gì đó ở trong nhà đó, lúc ông bà nội lúc nào cũng ngủ á, giống như thường thường trẻ con nhiều đứa nó mến ông bà ngủ chung với lắm á. Thì đây thằng nhỏ này nó ngủ chung với ông bà nội gì, xong một bữa ngày nào nó cũng ngủ chưa, cái tới một bữa cái tự nhiên nó chạy về, nó về nó nói với ba mẹ nó là bây giờ con không ngủ với ông bà nội nữa, trước giờ ngủ không, bữa nay thôi con không ngủ với ông bà nội nữa. Thì ông với bà mới giật mình, mới hỏi ủa sao vậy con, sao nãy giờ ngủ với ông bà nội không, sao giờ không chịu vậy? Nói ông nội kỳ quá à, con ngủ không nổi nữa ông nội, mà con tè trong mình con đái trong quần á, mà ông nội không có chịu thay quần cho con, mà bà nội có đái quần đâu, mà con thấy con nhìn qua con thấy ông nội tuột quần, ông nội thay quần cho bà nội, con ghét ông nội thì con không có ngủ chung nữa, để ngủ nhẹp con ngủ à, bà nội đâu có đái đâu mà đi thay quần cho bà nội, con thì ông nội không thay. Đó là trẻ con nó vô tư, về con dặn ông nội luôn. Thì đây là hai cái mẫu chuyện mà vừa ý nghĩa và vừa vui của anh Tâm Trần gửi cho Tấm Cúc kể lên cho quý vị nghe. Thì em cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi lắng nghe cái chương trình của Tấm Cúc kể cho quý vị nghe. Em chúc sức khỏe tới mọi người nhiều dữ lắm nha quý vị ơi. Bà con mình ai có chuyện vui thì nhớ gửi về cho em nha. Em tính tám một cái gì nữa đây, em nhiều chuyện vui em tính tám lắm. Quý vị mắc cự lắm, có người đố em câu đố này nè quý vị, ai trả lời giùm em. Bữa nay tới đố nè, tại vì cái bạn này bạn hỏi em gì nè, bạn nói là Tấm Cúc ơi, mình đố Tấm Cúc cái câu này, đố mà Tấm Cúc trả lời được mình dám chắc Tấm Cúc trả lời không có được. Mình thấy bắt đầu Tấm Cúc nó căng thẳng rồi nghe, nó nói ủa chuyện gì ta, chuyện gì mà anh chàng này nói là đố mình mà có thể mình trả lời không được. Xong thấy vậy em mới nói thì nói đi, trời ơi thì nói thì tôi mới biết cái câu gì mà gắt vậy. Cho nên đố Tấm Cúc chứ Tấm Cúc trả lời giùm tôi chứ cái thằng gù nó ngủ làm sao đó. Quý vị nghe câu này có khó quý vị, tôi đố Tấm Cúc tôi dám bảo đảm Tấm Cúc không trả lời được là gù nó ngủ làm sao. Cái tôi nói trời ơi trời, đố con này hay quá ta. Bạn đang đố với là Tám Cúc, đang đố với cái em Tám Cúc chứ không phải là cái em 8 tuổi. Gù nó ngủ làm sao tôi biết rồi, không có nổi nói sao đó. Thì ngủ nó ngủ nhắm mắt chứ không lẽ ngủ sao, nó nói trời ơi bà hay quá bà Tám, sao gì bà cũng biết chứ.
Tao nói rồi, 8 cút chứ không phải là 8 tuổi. Gù nó ngủ làm sao? Ngủ nhắm mắt chứ không lẽ ngủ làm sao? Rồi không gù ngủ làm sao? Cũng ngủ nhắm mắt chứ không lẽ ngủ làm sao? Việc đố. Là cho tôi bắt cưỡng chắc. À, quý vị cảm ơn nãy giờ đã ngồi nghe Cúc mà kể chuyện người tám vui. Quý vị có chuyện vui nhớ gửi về cho kênh của em qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19118@gmail.com hoặc là gửi cho em qua số điện thoại là 0979789800. Tấm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở chương trình em kể chuyện ngày mai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em hẹn gặp lại ạ. À.